Phúc và Phương Lan. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô và lì túi sách cao cấp Sacos đã đồng hành với Bố là tất cả. Và mỗi thứ sáu hàng tuần, hai anh em chúng ta lại được gặp các cặp bố con rất là đáng yêu, rất là nhí nhảnh. Thì khi mà anh về nhà đó thì anh có được vợ anh khen nhiều không? Vợ anh nói rằng là bớt cà khỉ em lại. Tại vì tôi thấy cái gì mà Lan nó cũng nói đúng á, mà ông cứ chọc chọc là tôi thấy không vui. Đó là em nói gì là em phải hùa theo nha, nó không được. Chương trình này anh phải đứng về các bố, anh phải binh các bố. Đó, em phải đứng về các mẹ, anh sẽ đứng về các bố. Thì đúng rồi, chúng ta là mọi người, chúng ta phải có một cái hướng. Đúng rồi. Nhưng mà quan trọng là sao? Chúng ta đem tới những cái giá trị bổ ích, chúng ta đem tới những cái câu chuyện vui, đem tới những cái sự giải trí cho quý vị khán giả. Và đặc biệt là qua đó là các gia đình chúng ta coi xong, chúng ta sẽ cảm thấy là hiểu được con của mình nhiều hơn. Và những ông bố và các cháu khi mà tới đây sẽ có một cái kỷ niệm đẹp lưu lại, nói chung là cùng con khôn lớn, đúng không anh? Rồi, rồi. Nói chung là Phương Lan và các mẹ nói gì cũng đúng đó, các ông bố cũng nào cũng sai hết, được chưa? Và bây giờ tới cái thời khắc mà em mong muốn nhất, đó là chúng ta sẽ chào đón cái cặp bố con. Không biết ai sẽ đến với chương trình ngày hôm nay đây, anh mời đi nè. Chúng ta sẽ gặp gỡ cặp ông bố và bé gái đầu tiên, đó là bố Quốc Dũng và bé Bảo Hân. Xin mời. Xin mời. Quá đẹp luôn. Trời ơi, hồng quá nè. Hai bố con à, giới thiệu về mình cho quý vị khán giả biết đi nè. Con chào quý vị khán giả. Con tên là... Con chào hai cô chú MC xinh đẹp. Trời ơi, bé xinh quá. Nghe cái giọng là tan chảy luôn á. Dạ. Con tên là Trần Thiên Bảo Hân. Năm nay con 8 tuổi. Trời ơi. 8 tuổi là mình học lớp mấy con ha? Dạ, là con học lớp 3. À, 8 tuổi học lớp 3. Rồi, bây giờ xin mời bố giới thiệu quý vị khán giả nè. Chào quý vị khán giả, chào hai MC xinh đẹp. Tôi tên là Trần Nguyên Quốc Dũng, năm nay tôi 43 tuổi. Tôi đang làm công việc là nhân viên phòng hành chánh của một ngân hàng. Như vậy là ít có thời gian để mà anh vui chơi với bé lắm đúng không ạ? Không, may mắn là mình làm phòng hành chánh thì giờ hành chánh luôn. Từ 8 giờ tới 4 rưỡi đi về. Cái giờ nhà mình mới lên chỗ làm việc cũng rất gần, chừng 5 phút là tới rồi. Vậy em yên tâm rồi là có thời gian chơi với con cho nên cái game này sẽ thắng Lan à. À, thực ra là ví dụ làm tới chiều là cũng có cái thời gian, đại loại từ chiều tới tối là chơi với con. Em nghĩ đó là một cái khoảng thời gian nó cũng hợp lý và ý nghĩa rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chào đón bố Phạm Văn Túy và con gái Phạm Ngọc Hân. Xin mời. Xin mời. Wow. Kiểu như sinh con gái ra là phải chăm chút cái điệu đà. Em nhìn bé em nhớ tuổi thơ quá. Hồi đó cô cũng mặc mấy cái màu hồng, rồi màu đỏ y chang như tụi con vậy đó. Mời hai bố con hãy giới thiệu cho quý vị khán giả biết đi nè. Con xin chào quý vị khán giả và con xin chào hai MC xinh đẹp. Con tên là Phạm Ngọc Hân, con 8 tuổi. Con học lớp 3. Rồi, chào con. Chào Ngọc Hân nha, quá cái đầm quá đẹp luôn con ơi. Rồi, sẵn đây hỏi hơn luôn là cái đầm này là bố mua cho con hay là mẹ mua cho con? Dạ, thưa cô là mẹ mua cho con. À, mẹ mua cho con. Rồi, bây giờ tới bố giới thiệu nè. À, xin chào tất cả quý vị khán giả, chào hai MC dễ thương. Dạ. Mình tên là Phạm Văn Túy, mình là 47 tuổi. Dạ. Mình kinh doanh hàng điện tử. À, hàng điện tử. Wow, hàng điện tử là giờ TV âm ly loa. À, vậy. Dạ. Wow, mình có được một cái địa chỉ để mình có thể sau này mua hàng rồi đó. Vậy mình là ghé mua giảm giá nữa hả Lan? Đó, có được giảm giá không anh hả? Giảm nhiều. Đó, giảm nhiều. Chương trình kết bao đài để cho Hồng Phúc và Phương Lan tới gần cái cửa hàng của anh Túy để mua nhiều đồ điện tử cho mọi người. Dạ, cho em sẵn đây em hỏi bố Túy luôn là ở nhà thì bố với lại mẹ thì ai là sẽ có cái thời gian chơi với lại bé nhiều hơn? À, bố và mẹ đều ở nhà làm ở nhà nên là. Mẹ thì vẫn gần gũi con gái hơn. Gần gũi hơn. Nhưng mà sau ra ví dụ như là anh với lại chị nhà thì là ai sẽ là cái người nghiêm khắc với lại bé hơn? Thường mẹ nghiêm khắc hơn. Rồi bây giờ là mình giao lưu nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ chuẩn bị mình vào cái vòng 1 thì mình sẽ được hỏi thăm về hai gia đình nhiều hơn, kỹ và sâu hơn. Dạ, xin được hỏi là bố Túy và bố Dũng đã sẵn sàng bước vào vòng 1 chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục bước vào vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Thank you.
Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và với vòng 1 này thì lúc nào Phúc cũng hồi hộp hết. Ôi, cũng như là ông các ông bố Dũng, bố Tí ở đây thì sợ là Phương Lan hỏi những câu khó thì trả lời được thì quê quê với lại vợ với lại con. Trời ơi, ông giáo đâu, em là hỏi câu dễ thôi. Muốn hỏi hai bố một tí xíu là như ở nhà, ví dụ như khi mà bé học ở trên lớp á, hoặc là học online thì đương nhiên sẽ có những cái câu hỏi khó. Thì thường những cái điều mà bé thắc mắc mà bé không giải đáp được thì bé sẽ hay hỏi bố hay mẹ. Em xin hỏi bố Dũng trước ạ. Riêng về toán thì bé Bảo Hân sẽ hỏi bố, còn mấy môn khác hỏi mẹ cơ. Mẹ là giáo viên lên mấy môn khác. Mẹ là giáo viên cho nên là cũng được, có nghĩa là riêng môn toán là bố là sở trường. Yeah. Nhưng các môn khác là nhường cho mẹ. Nhường cho mẹ. Nói chung là chia đồng đều. Rồi không biết bên bố Túy thì như thế nào? Bên đây thì có khi nếu mà gặp bố thì hỏi bố, gặp mẹ hỏi mẹ. Là bố mẹ là môn nào cũng chơi xà láng hết luôn. Thỉnh thoảng con lúc nào cũng hỏi mẹ vì những cái thứ con không biết, con hỏi mẹ. Mà khi mà mẹ canh bận thì con mới hỏi bà. Vậy thì cho cô Lan hỏi là nếu như mà đi ăn uống ở ngoài thì thường á, tới lúc tính tiền thì con hỏi bố hay hỏi mẹ tính à? Hỏi mẹ tính. Bố tính. Rồi, còn bên đây của con. Lộn. Bên đây của con là lúc tính tiền là bố tính hay mẹ tính? Dạ là thường xuyên là bố hay tính lắm. Vậy thì sẵn đây, ở đây hai bên đều là bố hết. Vậy thì bố với mẹ ai hay cho tụi con tiền ăn quà vặt? Bố hay mẹ? Ai nè? Con thích cả hai luôn. Con thích cả hai luôn hả? Bảo Hân thì nó cả hai, còn Bảo Hân thì sao? Bảo Hân là bố cho hay là mẹ cho? Dạ là không ai hết. Là bố mẹ tự mua cho con. Dạ. Là con thích ăn cái gì con nói là bố mẹ mua cho con. Dạ. Nói chung là cũng chu toàn hết đó. Rồi tiếp theo thì cái câu này thì em nghĩ là thường gia đình này em cũng sẽ hay hỏi. Không biết là cảm giác của hai bố khi mà lần đầu vợ của mình sanh thì không biết là cảm giác của hai bố như thế nào. Bố em mời bố Dũng mới chia sẻ. Mình là có hai con, cảm giác của bé gái này thì là thật sự là rất tuyệt vời. Tại vì hình như là mình sinh tháng 6, bé này dự sanh là sanh tháng 7, nhưng mà ngày thứ 7 của cuối tháng 6 đi buổi sáng đi khám thai thì bác sĩ kêu dự đoán là 2 tuần sau mới sanh. Nhưng mà tối nó về là có chuyện dạ luôn. Coi như là cảm giác giống như riêng mà gia đình mình là bố rất là thấy tuyệt vời, vì giống như cảm giác con gái muốn ra chung tháng với bố để tổ chức sinh nhật với bố. Con gái sinh nhật sau bố đúng một tuần luôn. Nói chung là anh cảm thấy vui bởi vì cái thời gian mà bé sinh là gần với mình. Cảm giác con giống muốn ra để sinh nhật với bố vậy đó. Lúc mà bé sanh là khỏe không? Chị nhà có khó khăn gì? Vậy bé là bé thứ hai đúng không? Thì là lúc đó là cái kinh nghiệm của mình nhiều hơn rồi đúng không anh? Dạ, kinh nghiệm nhiều hơn. Mình đỡ lo lắng. Còn lần đầu thì sao? Em muốn biết cái cảm giác lần đầu tiên á. Lần đầu cực kỳ bỡ ngỡ tại vì dắt và mình sanh là từ Vũ á. Chẳng hiểu gì, cứ việc chờ tới tối cũng chẳng biết, cứ nhìn lên cái bảng mà chẳng thấy tên vợ ở đâu thì cứ xong cứ vô hỏi bác y tá hoặc là bác sĩ kêu cứ ngồi chờ. Cứ vậy thôi. Rồi sau thì kinh nghiệm tới cái khoảnh khắc, cho em hỏi tới cái khoảnh khắc mà khi mà biết bác sĩ báo là bé đã sanh mẹ tròn con vuông, lúc đó anh như thế nào? Anh có vỡ òa ra không? Cái lần đầu với lần đầu em hỏi lần đầu chắc là phải xin lỗi con trai. Lần đầu là tại vì chờ tới 10 giờ như ngủ quên luôn. Buổi sáng chiều cứ nằm cái phòng chờ một cái màn hình đó là ngủ quên luôn. Không, em phải hỏi tại vì thật sự là trong tất cả các số mà em hỏi thì đây là cái số đầu tiên. Tại vì em thấy là có rất một số trường hợp bạn bè của vậy, ông bố rất là sốt sắng dữ lắm, nhưng riêng tới lúc sanh là bố ngủ không. Và thậm chí là em có một anh bạn là chờ cái lúc mà chờ sốt sắng lần đầu tiên, xong rồi tới lúc là thay ca là mẹ vợ lên là ảnh vừa về là mẹ gọi vợ con sanh rồi. Có nghĩa là khoảnh khắc đó là không có ở đó. Thì bây giờ không biết là bố Tí như thế nào. Bố thì có cái lần thứ hai á. Thì mình ra ngoài quê về ngoài Bắc á. Cứ dự tính là tháng sau mới sinh. Nhưng mà thực chất lại sinh trước một tuần. Nên là phải bay vội vào trong này. Bay vội vào Kịp không anh? Kịp để mà kịp. Mình thì kịp cái luôn con hả? Gái vẫn chờ bố về. Là rất là lo. Lo mà biết có một mình làm sao mà ở nhà làm sao mà lo. Đúng rồi. Làm sao mà được.
nói thiệt chứ cảm giác của dạ cái người vợ lúc nào khi sanh luôn luôn muốn có cái người chồng mình ở bên, giống như là một cái động lực, một cái động viên. Và em coi rất là nhiều clip, em cảm thấy rất là cảm xúc, là cái người vợ mà nắm chặt tay người chồng mình nè, mà thậm chí là cấu mà la mà khóc, mà thậm chí có nhiều khi vợ đau đẻ mà khóc không bằng người chồng khóc, nhìn qua thấy người chồng khóc không đó. Cho nên đó cũng là một cái giây phút mà rất là thiêng liêng. Nhưng mà quan sát mặt bố Dục với bố Thúy thì khi nghe kể cái giây phút mà khi thấy vợ mình sinh đầu tiên rất là hạnh phúc và tự hào. Dạ. Và đó tụi em cũng nhận được là cái tình yêu mà anh dành cho gia đình mình, dành cho vợ, dành cho các bé nhà rất là lớn. Và chính vì thế động lực anh đã tới được với bố là tất cả tụi em. Dạ. Rất là vui. Em nghĩ giao lưu vậy là đủ rồi đó. Em đang cần muốn vô cái vòng thứ hai để coi có thực sự là hai bố con hiểu bắt nhau không? Có thắng thua hơn, có điểm rồi đó. Tại vì từ nãy giờ kể là giống như là bố là rất là thấu hiểu, con muốn cái gì bố cũng chiều. Và bây giờ chuẩn bị vô giờ chơi là muốn biết là bố con có hiểu nhau hơn. Rồi. Đúng không? Bây giờ không để quý vị và các bạn được chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đến ngay với vòng tiếp theo để cùng xem là các bố con có hiểu thấu nhau hay không nhé. Chúng ta cùng đến với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Cùng quay trở lại với bố là tất cả với vòng 2 được mang tên Tâm ý tương thông. Và cái thưa quý vị khán giả, ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Mỗi câu hỏi sẽ tương ứng với số điểm là 1 điểm. Nếu như hai bố con hiểu ý nhau, trả lời đúng được cái câu trả lời của chương trình thì chúng ta sẽ được 1 điểm. 5 câu hỏi có nghĩa là 5 điểm. Em hy vọng là hai bố con của mình sẽ giành được cái số điểm cao nhất của chương trình là 5 điểm luôn nha. Nói chung là ngày hôm nay thấy bố Dũng với lại bé Bảo Hơn là cười tươi rồi hiểu nhau từ vòng 1, nó hiểu rất là hiểu không? Thấy hai cặp nào cũng hiểu hết. Chắc là kiểu giờ tới vòng này nè. Bây giờ là 5 điểm đem về chắc nè. Rồi, không biết là hai bố con mình đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Sẵn rồi. Sàng. Dạ, sẵn sàng. Ôi ơi, rồi bây giờ em với anh mọi người té ra một nơi. Đi nè. Té ra một nơi nè. Ở đây sẽ có hai cái bảng nè, rồi có cái bút nè đó. Bây giờ sẽ là câu hỏi hình trước đúng không anh? Câu hỏi chữ đi em. À, câu hỏi chữ ha. Mình giao lưu nhẹ nhẹ tí xíu. Rồi, bây giờ phần thi của hai bố con bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, môn thể thao yêu thích của bố là môn gì? Con có biết là cái môn thể thao nào mà bố hay chơi chung với con không? Dạ, con. Bố đã ghi xong rồi nè. Bố ghi là bố thích chữ là... đẹp lắm nha. Bố là thích bay lên bầu trời. Chữ bố... đẹp lắm. Bố cũng chữ đẹp lắm. Ủa cái môn gì mà bay lên bầu trời dữ vậy? Bố thích đi biển, bố ghi tùm lum cho mày hết rồi nè. Bé nói cái môn bố thích và bé không ghi, bé ghi môn khác. Nhưng cuối cùng với cái sự nói chung là thuyết phục của em, bé đã quyết định ghi môn bố thích. Rồi, 5 4 3 2 1 giơ bàn. Bóng đá. Ồ, hồi nãy là bé có ghi bóng đá, xong rồi bé ghi đi bộ, xong rồi không biết sao bé xóa hết hai cái. Xong em mới hỏi là bóng đá hay đi bộ, bé bảo là đi bộ là bố thích lắm. Trời ơi, tiếc quá ha. Nhưng mà lúc nãy là bé có ghi bóng đá trời nha. Tiếc ghê luôn. Nhưng mà không sao, con cũng có ghi bóng đá trong đó là bố cũng có nói là con biết rồi. Nhưng mà con thôi đang cho điểm luôn không? Cho điểm. Nói chung là nếu mà một đáp án là bóng đá và một án đi bộ thì chúng ta sẽ... rất tiếc hai bố con không ghi được điểm rồi. Không sao hết, thực sự em lại muốn cho điểm lắm nhưng mà đây đáp án không có đúng. Không sao, bây giờ mình đến câu hỏi thứ hai nha. Cố gắng lên nha, cố gắng hỏi thứ hai nha. Bây giờ Lan muốn chữ hay hình nè. Đó, bây giờ cho em chọn nè. Thôi hồi nãy là chữ, thôi giờ mình tới hình đi. Hình đi nha. Hình đi. Ở câu hỏi hình này thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần bố Phúc cho bố Dũng con một tấm hình. Bố Dũng chỉ cần đoán, có thể là miêu tả bằng lời nói cũng được, hình ảnh từ ngữ cũng được, nhưng không được nhắc những cái từ trong từ khóa đó là bên kia đoán đúng là chính xác. Yeah. À, anh hiểu chưa? Hiểu rõ rõ chưa? Rồi. Rồi bây giờ xin mời bố Dũng coi tấm hình nha. Hình này có hai chữ nha. Và bố có diễn tả bằng lời, miêu tả bằng hành động, tất cả mọi thứ cũng được, nhưng đừng nhắc tới từ khóa hai từ này là được. Chắc chưa? Rồi xin mời bố diễn tả cho bé Bảo Hân như nào. Rồi. Chúng ta có 3 phương tiện giao thông nhé. Phương tiện giao thông đường bộ, phương tiện giao thông đường thủy và phương tiện giao thông trên trời. Còn một phương tiện giao thông gì nữa mà nó kêu xin xịt. Hai từ con. Đó là đi chơi về, đi ngang qua bờ kênh thấy đó. Con nói thôi phương đó là. Phương tiện gì mà nó xin xịt đó.
phương tiện giao thông nào mà xình xịch xình xịch xình xịch đi ngang và có cái bốc khói lên nữa đó. Nhớ không? Xe lửa. Chúc mừng con đó là xe lửa. Trời ơi. Và như vậy với cái câu số 2 về hình thì hai bố con trả lời đúng và đã ghi được cho mình một điểm. Bây giờ tới câu hỏi chữ nha. Dạ. Màu sắc nào bé yêu thích nhất? Trời ơi. Câu này dễ nè. Cùng nhau ghi ra nè. Bé yêu thích nhất. Gì mà hôm nay tới chương trình là đó. Màu nào yêu thích nhất nè? Màu của bé yêu thích. Wow. Chắc chưa? Wow. Con có chắc là bố biết cái màu này không? Chắc là mình bắt đầu dở bảng nha. Chắc không? Dạ chắc. 5. Em thấy màu này nó hơi lạ đó nha. 4 3 2 1 dở bảng. Ôi trời, hay quá. Hết hồn. Em tưởng màu hồng. Bây giờ em thấy màu da là màu lạ đó. Vì một cái sao màu... Sao bé thích màu da vậy anh? Mỗi lần thấy bé coi trên giải trí, thấy bé hay coi mấy chương trình về trang điểm này kia thấy có lần thì bé kêu thích màu này, có hỏi thích cái gì bé thích màu da lên. Nhớ là vậy. Vậy là hiểu nhau nhiều đó, hiểu mà nhiều. Tại sao con thích màu da mà con không thích màu hồng, màu xanh, màu đỏ, màu tím á Bảo Hân ơi? Đó là màu con thích nhất thôi đúng không? Ý là ngoài màu da ra con thích màu nào nữa không? Dạ, màu da là con thích nhất, còn màu thích nhất nhì có thích nhất là màu xanh. Xanh màu lá xanh hay là biển? Màu xanh, xanh nước biển đúng không? Xanh nước biển, xanh lá. Vậy thì thích màu da gì? Ở nhà mình có cái đầm nào màu da không? Nhà không. Bố phải mua ngay. Đó. Ý của cô Lan chỉ có một nhiêu đó thôi đó. Ý cô Lan gợi gợi vậy đó. Yên tâm, hết chương trình này về bố sẽ mua cho con một cái đầm màu da. Với cái phần trả lời này, hai bố con vừa có một điểm là được 2 điểm. Giờ tới câu hỏi hình đi anh. Tiếp tục, anh vui vẻ rồi chúng ta sẽ câu hỏi hình. Câu hỏi hình vẫn như cũ nha. Bố Dũng sẵn sàng chưa nào? Dạ, sẵn sàng. Hình nha. 2 từ luôn. Dạ rồi, xin mời anh. Một loại trái cây mà Hân rất thích mà bố mẹ hay đi chợ hay mua con để chấm cho muối đó. 2 từ nó màu hồng hồng. Cách đây 4 ngày bố mẹ đi chợ mua cho con đó. Dạ là trái mận. Và đáp án cuối cùng của con đó là trái mận. Trái mận. Mới 4 ngày đi mua sao quên được. Vâng, và với đáp án trái mận này thì hai bố con đã có thêm được một điểm. Là 3 điểm rồi. Bây giờ tới câu hỏi chữ nè. Đó, hai bố con nghe kỹ nha, cô lại sẽ đọc rất là chậm thôi. Địa điểm du lịch mà gia đình thích đến nhất vào kỳ nghỉ cuối tuần là ở đâu? Nhớ không? Bố ghi rất nhanh. Bé nói với em là con thích lắm đó nha. Cái chỗ này là bé thích lắm. 5, 4, 3, 2, 1. Giơ bảng. Siêu thị. Nha Trang. Chắc là cái này bé thích hơn. Mới năm ngoái, năm nào ta mới đi Nha Trang chắc là bé nhớ lại. Nhà bé mới nói nhà có điều kiện cuối tuần nguyên gia đình kéo nhau đi Nha Trang xong về. Không, em thấy hình như nhà khác có điều kiện là chỉ có đi siêu thị và đi Nha Trang thôi. Em biết là đi siêu thị mua đồ đi Nha Trang. Mà nãy bé nói nhỏ, con thích lắm. Thích lắm. Nó nhỏ tay con thích lắm. Thích lắm kìa anh Dũng. Anh cái dịp gia đình mình đi Nha Trang gần nhất là khi nào ạ? Hình như mùa hè năm ngoái cơ. Con thích đi Nha Trang vì sao nè Bảo Hưng ơi? Nói thiệt lòng nè. Tại vì Nha Trang có biển và có mấy trò chơi bảo hiểm con thích lắm. Ôi, con gái mà thích chơi bảo hiểm á. Vậy giờ coi nếu mà đi Nha Trang á, thích đi biển rồi biết bơi không? Dạ biết. Ôi, mình biết bơi gì nè? Dạ bơi ếch, bơi lội. Bơi lội là chung chung. Vậy có là bơi ốc. Giỏi hơn cô Lan rồi. Cô Lan chỉ biết bơi ốc thôi. Vậy là trải qua 5 câu hỏi thì hai bố con mình cũng có hiểu nhau khá nhiều đó. Và đã được 3 câu hỏi, hai bố con được 3 điểm. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cặp bố con tiếp theo nha. Xin mời bố Tí và bé Ngọc Hân. Chúng ta sẽ gặp lại với
bố Văn Túy và bé Ngọc Hân với vòng 2 tâm ý tương thông này. Rồi bây giờ hai bố con sẵn sàng rồi đúng không ạ? Sẵn sàng. Chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên. Theo con, vật dụng không thể thiếu của bố là gì? Lúc nào bố cũng sẽ hay dùng, có thể là trong công việc hàng ngày của bố. Không thể thiếu của bố. Không thể thiếu. Bôi lại, chưa chắc chắn lắm. Cái này không thể thiếu nha. Ồ. Con thấy là con thường dùng để là... Rồi một hồi nữa mình giải thích sao? Một hồi mình giải thích sao? 5, 4, 3, 2, 1, giơ bảng. Điện thoại. Ồ. Đồ sửa tivi. Trong đó là có mẹ luôn. Em rất muốn nghe bé giải thích tại sao là mình ghi là đồ sửa tivi nè trước khi mình đến với đáp án của bố. Dạ bởi vì mỗi ngày ba con lúc nào cũng có khác để nhờ ba con để sửa đồ của họ và mua đồ của họ lên con nghĩ là sửa tivi. Vậy là bé rất tinh tế đó anh. Có thể là em nghĩ là hai cái vật dụng đều là cái vật dụng cần thiết. Đúng nhưng rồi. Mà lối suy nghĩ của hai người nó hơi khác nhau tí xíu thôi. Nhưng mà trân trọng cái câu trả lời này rất là hay. Hay nhưng Ngọc mặc dù nha. Không đúng là không sao. Mới câu hỏi đầu thôi. Cố gắng lên. Mình còn 4 câu sau nữa. Rồi, bây giờ tới câu hỏi hình đi. Câu hỏi hình này cũng dễ dàng lắm. Câu hỏi hình này thì anh Tý cũng lưu ý là khi anh coi xong từ khóa đáp án là miêu tả bằng hành động cũng được, bằng lời nói, bằng nói chung là cái gì cũng được, nhưng đừng nhắc cái từ khóa trong này là được. Anh nha, giờ chú ý nha, chú ý nghe bố nha. Xin mời anh Túy, mời anh. Cái hoa gì mà màu vàng? Hoa mai. Có hai, có hai từ. Chữ sau, nó có là hai, ba từ. Hoa ba là từ. Một từ, còn hai từ nữa. Màu vàng mà nó có nhiều cánh. Hoa này không biết là bé đã từng thấy bé nhiều từng chưa? Bé từng thấy chưa anh? Nó mọc ở vùng nào? Chắc chưa thấy rồi. Chưa thấy bao giờ hả? Hơi tiếc hoa màu vàng. Hồi nãy bé có nói là chết rồi cô ơi, hoa con không biết nhiều. Vậy hả? Vậy thì mình dùng cái từ khác để mình gợi ý cho bé đi anh. Bình thường nếu như mà ví dụ như mình có làm sai đó, bố sẽ phạt con là phạt gì? Thường phạt con là con phải ra ngoài ngủ chỗ khác. Ngủ chỗ khác? Ngủ chỗ khác. Ý là thường những cái hình phạt này nhẹ, ví dụ như là ngoài đánh nè, hay là có bắt cái gì mà đó. Cái này gọi là gì? Quỳ. Con sai rồi, bố ơi, con sai rồi. Là cái gì? Rồi, là cái gì này là gì? Quỳ. Đúng rồi, một từ. Từ ở giữa, con tìm từ giữa đó con. Hoa, cố lên. Hoa gì quỳ nè. Đúng rồi. Cái gì mà người ta gọi là cái chữ dối xong rồi đến chữ gì con? Thường ví dụ như người ta hay có cái từ là gian dối đúng không? Rồi bây giờ còn có cái từ mà giống như gian dối là cái gì? Cái gì dối? Giả dối. Đúng rồi, bây giờ mình kết hợp là kết rồi. Hoa giả dối. Hồi nãy chú mới làm gì ở đây nè, nhớ không? Quỳ. Rồi, đếp lại nè. Bây giờ chắc chắn là nha, một lần nữa thôi nha. Lần cuối cùng hoa. Nè. Hoa gì? Hoa gì quỳ? Giả quỳ. Trời ơi. Đó là một đáp án làng xóm dòng họ nội ngoại khắp nơi nhắc cho bé, đó là hoa giả quỳ. Nãy giờ là coi như là tụi em vắt hết sức lực, kiệt sức luôn anh á. Lần đầu tiên có, chưa có tiền lệ luôn. Thiệt luôn. Thấy thương hai bố con quá kiểu. Cho em hỏi là câu này mình có xe điểm với MC không ạ? Chứ anh được cũng cần thưởng anh như bớt giùm tụi em bây giờ. Không, thật sự mà nói thực ra đây là một cái loại hoa không phải là bé nào cũng biết đâu. Nhưng mà tính ra là Ngọc Hân có cái sự khá là nhạy. Rồi. Có quỳ lăn lộn mình nhìn kỹ nha con. Hoa giả quỳ rất là đẹp. Ở Đà Lạt con mọc lên những cái đường đèo đi lên đó. Và có phải là hôm nay là con đã biết thêm một cái loại hoa mới. Hoa nữa nha. Sau này nếu như mà nói là hoa màu vàng và nếu mọc ở Đà Lạt vào cái mùa lạnh phải không anh? Là con nhớ là hoa gì nè? Hoa giả quỳ. Đúng rồi. Vậy là đúng ghê. Câu hỏi này hai bố con là có được một điểm. Câu hỏi tiếp theo. Bé thích đến nhất trong những địa điểm nào sau đây? Có 3 địa điểm: quán cà phê nè, rạp chiếu phim và siêu thị. Trời ơi, giết liền. Trong 3 nơi. Cái nơi nào? Con. Nơi biết ngay nơi này luôn. Tại đến nơi này bố hơi tốn tiền. Mà nơi này nơi nào bố cũng tốn tiền hả? Cười đúng mà thấy thương chủ quá. Đẹp quá nè. Nắng rồi. Nè. 5 4 3 2 1 giơ bảng. Trời ơi, chính xác không thể nào sai được. Vậy là hai bố con bố Túy và Ngọc Hân có thêm một điểm nữa. Là được 2 điểm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến một câu hỏi hình nữa nha. Hỏi hình nha.
Họ hỏi hình là thấy hơi khó với anh Túy, bởi vì anh cười không mà. Thế thấy thương ghê, bạn cố gắng lên nha, tìm đủ mọi cách để làm sao cho con nói được hai cái từ khóa của chương trình là có điểm rồi. Anh nhìn kỹ nha, câu hỏi hình dành cho anh Túy đó là kỹ chưa ạ? Rồi, quả gì mà quả gì, mẹ hay mua, mẹ thích ăn quả đó, nó có cái hòa hạt nó to to bằng quả trứng á. Quả mít, quả sầu riêng. Quả nó nhỏ mà, nó tròn tròn mà. Quả ổi. Quả gì mà mẹ thích ăn cho nó đẹp á. Đẹp gì? Đẹp dáng. Cái ruột nó có màu gì nè? Bố thường nói là ăn quả nó đẹp dáng đó. Quả gì mà bố bảo là ăn cái đó là đẹp dáng anh? Cái đẹp dáng em hay ăn là củ khoai lang. Con nhớ này mà con không coi chừng mở nhép bằng tiếng Anh à. Không, quả gì mà mẹ hay mua mà nó có cái hột nó to mà cái vỏ màu xanh, còn cái luật nó màu hơi vàng vàng. Con nhớ nó mà tiếng Anh đi hả? Mẹ hay mua đó con. Avocado. Mẹ nhớ bằng tiếng Anh. Đúng rồi. Quả gì? Cờ bơ. Đáp án cuối cùng của con đó là trái bơ. Nói lớn lên nè, đáp án cuối cùng là 2, 3. Trái bơ là trái bơ. Trái bơ là một đáp án. Tiếc quá. Cái gì ạ? Đúng rồi. Trời ơi. Bé rất là, con nhớ tiếng Anh không? Tiếng Việt không nhớ. Giỏi đó. Có nghĩa là nãy giờ em thấy cả Bảo Hân và Ngọc Hân đều giỏi về kiến thức nè, rồi lễ phép và kiểu như là cái tư duy cũng tốt nữa. Như vậy với đáp án đúng là trái bơ thì bố Túy và Ngọc Hân đã có thêm được cho mình là một điểm nữa. Vậy là được 3 điểm mà phải không? 3 điểm rồi. Bây giờ câu hỏi cuối cùng nè. Cố lên. Việc nhà nào mà bé có thể phụ mẹ giỏi nhất? Gì vậy? Gì một cái tay gì? Nhắc nhau không biết là gì đâu. Ý là rửa tay đó anh. Rửa tay. Không có được nói, không phải không được nói. Viết liền. Ở chứ nhà Phúc là nói hay... gì kệ chứ Phúc. Cái nào mà con cảm thấy là con phụ mẹ giỏi nhất nè? Hoặc là kiểu như là chùi tivi. Anh thấy không? Chùi tivi. Chùi tivi. Kệ chứ Phúc. Chứ Phúc nói gì kệ chứ Phúc. Hai bố con đừng nghe là được rồi. Ở nhà hay phụ mẹ này hả? Rồi bố đã có chút kết quả rồi. Chút xíu nữa câu hỏi này liên quan lắm á nha. Rồi phụ việc này không phải dễ nha. Rất là nhanh luôn. Nhắc thì nhắc à. Giống như mày giao. 4, 3, 2, 1, dơ bảng. Quét nhà rửa chén à. Không có chùi tivi luôn, không có trong đó luôn. Rồi. Vì sao nhờ? Vì sao? Sao có nghĩ là rửa chén không? Hả? Nhưng mà cô Lan biết là rửa chén là rất là dễ, là nói chung là nó trơn đó. Có bao giờ rửa chén mà bị bể chén chưa? Dạ chưa. Ở nhà là ăn cơm xong là con hay phụ mẹ rửa chén hả? Thỉnh thoảng ai. À thỉnh thoảng. Nhưng mà con không bao giờ con làm bể chén hết hả? Dạ không. Vậy là giỏi đó. Mà thường là rửa là mình rửa cả xà bông rồi mình tráng nước hay là mẹ sẽ rửa xà bông rồi con tráng nước? Thỉnh thoảng mẹ sẽ rửa cho con rồi để con chải xà bông. Thỉnh thoảng em con sẽ giúp. Vậy là chắc là bố là nghĩ là quét nhà. Bố là mê cái món này. Tại sao bố nghĩ là bé Hưng là quét nhà mà không phải là rửa chén? Tại vì bố thấy thì vẫn thấy bé hay quét nhà. Hay quét nhà. Đâu. Thỉnh thoảng quét nhà thì bởi vì mẹ con kêu con quét nhà bởi vì chỗ đó bị dơ mà, chứ con quét nhà hết đâu mà. Nếu con quét nhà hết thì con sẽ quét nhà với em. Nhưng mà con thích rửa chén hơn hay là con thích quét nhà hơn? Con thích cái nào hơn? Mình thích rửa chén hả? Thích rửa chén hơn. Vậy thì tổng số điểm từ nãy giờ 5 câu hỏi thì bé Ngọc Hân và bố Văn Tý đã có được 3 điểm. Cảm ơn bố Tý và bé Hân rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với vòng 3 của Bố Là Tất Cả được mang tên Bữa ăn yêu thương. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với vòng 3 được mang tên Bữa ăn yêu thương. Và ở vòng 3 này, cô Phương Lan sẽ có một chiếc hộp. Trong đây sẽ có những cái món ăn mà các con rất là thích ăn và bố là trong tầm tay người bố có thể nấu được. Thì bây giờ
để mà bốc thăm là xem là bé sẽ ăn món nào. Thì hai cô công chúa là mời bước lên, chúng ta sẽ quảnh tù xì. Ai thắng thì sẽ được bóc cái lá phiếu ở trong đây. Kéo búa vào thôi nha. Kéo nè, búa nè, bao nha. 1, 2, 3. Bảo Hân thắng. Rồi, cho Bảo Hân bóc nè. Rồi. Lựa món nào dễ dễ cho con nha. Con đứng ở đây nè. Rồi, món gì nè? Dạ, món đó là sườn xào chua ngọt. Rồi. Bây giờ thì cái món sườn xào chua ngọt này rồi. Không biết là các bố có nấu được hay không và các con có thích ăn hay không. Nhưng mà thấy mình hỏi thăm tí xíu. Hỏi thăm tí xíu là bây giờ là Bảo Hân nè. Ở nhà đó thì là bố nấu ăn ngon hơn hay mẹ nấu ăn ngon hơn? Dạ, ở nhà là mẹ hay nấu ăn, bố chỉ phụ mẹ thôi. Vậy là trong mắt con đi, nếu như mà bố mà nấu ăn đó, con chấm cho bố được bao nhiêu điểm? Dạ là 10 điểm, tại vì con thích trứng chiên. Là ở nhà là anh hay nấu trứng chiên, là món tủ của anh hả? Món tủ. Nhưng mà rất may hôm nay ở đây không có món trứng chiên à. Đây là sườn xào chua ngọt. Bây giờ tới Ngọc Hân nè. Ngọc Hân nè, ở nhà là ba hay mẹ là nấu ăn là con thích hơn? Dạ, cả ba và mẹ luôn. Cả ba và mẹ luôn. Rồi, thì cái món nào đi, món nào mà con cảm thấy là ba bố của con á nấu ăn ngon nhất? Về trứng chiên luôn. Trứng chiên luôn hả? Ủa, cho em hỏi là hai bé này gần nhà nhau luôn hả? Trứng chiên luôn hả? Có gần nhà nhau không tụi con? Rồi. Không có. Vậy không, thì nhưng bây mà giờ cái nè, món nó giống như dễ ăn cơm á cô Lan biết không? Tại vì trứng chiên là ăn với ăn không cũng được, ăn bánh mì cũng được, ăn với cơm trắng cũng được, cái dễ ăn mà các bố cũng dễ làm nữa. Bây giờ là mời hai bố nè, mình về cái vị trí nấu bếp của mình nè. Đó. Rồi, hôm nay hai con tới đây là ăn thôi. Đó, bây giờ nè, đây mời mình vô vị trí không? Giống như mình đi ăn nhà hàng vậy đó con. Mời hai công chúa Ngọc Hân, Bảo Hân vô đây. Hai công chúa vô đây. Đó. Với thời lượng là 30 phút. Hai bố làm sao đó em không biết nấu xong được món sườn xào chua ngọt để phục vụ cho hai cô công chúa Bảo Hân và Ngọc Hân. Và thời gian bắt đầu. Vô bếp nè. Lấy con dao rồi nè. Con này ơi, đeo bao tay vô nè. Trời ơi. Như vậy là hai bé Ngọc Hân và Bảo Hân đã sẵn sàng để thưởng thức các món ăn mà bố của mình nấu. Thực ra chỉ có một món là sườn xào chua ngọt thôi mà kêu cá 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 cho nó nhiều. Có bữa ăn nó còn chán. Rồi bây giờ nè, nhưng lúc là món ăn cũng còn đang nóng nè. Bây giờ mình thưởng thức liền đi. Hai đứa con sẽ thưởng thức từng món. Sau đó chúng ta sẽ cảm nhận món nào mà cảm thấy ngon hơn thì chúng ta cho 2 điểm. Món nào mà cảm thấy không ngon bằng thì cho 1 điểm. Lưu ý, khi mà chúng ta đã quyết định cho món này 2 điểm thì món còn lại đồng ý là 1 điểm. Mà nếu đã cho món này 1 điểm thì món còn lại chắc chắn là 2 điểm. Cho nên là chúng ta phải thưởng thức thật là kỹ. Sao? Có con hỏi gì? Cô ơi, nếu mà cả hai đừng ăn có thể cho cả hai 2 điểm không? Không được. Đó mới là cái quyết định. Cái quyết định là món của người bố nào được điểm cao hơn, đúng không? Mình sợ mình chấm điểm thấp lỡ bố mình nấu sao, đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nằm ở chỗ đó đó. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Mình chấm công tâm đúng không? Không, nhưng mà em nghĩ là để cho công bằng á, tại vì hai bé nhiều khi mình ăn cái món này ngon nhưng mà chưa biết cái món này có ngon hay không. Em nghĩ là cứ cho hai bé mình ăn thưởng thức hai món xong đi. Hai bé sẽ cảm nhận là bên nào sẽ là nhiều điểm hơn. Em nghĩ như vậy sẽ chính xác hơn, cũng được, đúng không? Cũng như là ăn xong rồi mới cho điểm cuối cùng. Đúng nhưng rồi. Mà sẽ ăn từng bên nha. Đúng rồi. Tụi con sẽ tập trung ăn bên này trước hay là ăn bên này trước tùy tụi con, nhưng mà sẽ ăn hết từng bên xong mình chấm điểm. Ngọc Hân và Bảo Hân muốn ăn bên nào trước nè? Chọn bên này hay bên này ăn trước nè? Chọn bên này. Bên này. Rồi. Bên này. Rồi, như vậy thì bây giờ hai bạn lại quảnh tù xì. Quảnh tù xì. Ai thắng sẽ được chọn trước, chọn ăn bên nào trước. Quảnh tù xì ra cái gì? Ra cái này. Rồi, vậy là Ngọc Hân thắng.
Vậy là Bảo Hân phải ăn bên này trước luôn. Rồi. Ngọc Hân nha. Rồi, bây giờ mời hai con. Đây. Em nghĩ là anh Phúc qua mình giúp đỡ là giúp bé. Đỡ nha. Bé Bảo Hân. Anh có được ăn không hay là giúp đỡ thôi? Anh mình ăn sao anh? Dặn bao nhiêu lần trời. Rồi, cái món này là các bố tụi con nấu đầy tình yêu thương nè, gấp cho con nè. Đó. Rồi, đây. Cho bé Bảo Hân rồi, nữa cho nè. Con, đây. Nha. Miếng nào thịt anh mình ném, miếng nào mỡ ra. Mình ném mỡ đúng không? Đúng rồi, rồi đây có thịt cho bé. Cái mỡ để cho chú ăn được rồi, con cần uống cần mập thôi, không cần mập đâu. Rồi. Thử nha, thưởng thức nào. Thưởng thức nè. Đó. Đói bụng lắm. Đã, rồi lúc mình ăn mình nhớ tới lúc đó hình ảnh bố mà đang nấu toát mồ hôi nè. Đúng rồi. Nó tập trung mình vô căng thẳng nè. Đây là sườn xào chua ngọt, mình cảm nhận là miếng sườn tình nó có nè, đủ cái độ chua ngọt hay ngon không. Quá bố em Dũng thấy đang hai nấu bé, hai bé ăn rất là ngon miệng rất luôn ngon miệng. Bố Túy cũng đang nấu cho mình ăn nè. Thôi, bố nói bố yêu con quá anh Ngọc anh. Hân hả? Của bé. Bé không? Nữa. Anh diễn tả cho mấy bé kiểu như có cái tình yêu trong nó, tại vì nhiều khi cái món ăn nó bình thường nhưng mà cái tình yêu nó vô. Bố tụi con nè, bố Văn Túy, bố Quốc Dũng đó, ăn em đi thấy con. Hầu như là hai bé cũng không có nghe lời của anh, tại vì tập trung ăn cái sườn ngon quá. Có bộ cái món bên đây ngon à, ngon thấy à. Nãy giờ ăn hăng sai nè. Nhưng mà bớt chép miệng lại nè, tại cô Lan với chú Phúc là nhìn thèm nè, mình ăn chứ mình. Bé chép bao nhiêu lần là em nuốt nước bọt mấy nhiêu lần ngon đó. Ngon quá, mấy bố nấu ngon. Rồi. Rồi. Rồi mình tạm ngừng lại nha. Mình tạm ngừng tí cho xíu. Dù ngon lắm mình để dành. Rồi. Để dành tí xíu nè. Tí rồi. Có cái chén mới nè. Rồi. Giờ cảm nhận rồi, đi khoan, nè. Khoan. Rồi cảm nhận đi xong chú chỗ uống miếng nước rồi qua bên nước kia. Rồi. Mời Bảo Hân. Thấy món này sao? Cảm thấy là cái món sườn này nó như thế nào? Trời ngon cái gì mà quá quéo tay luôn. Ngon quéo tay luôn con. Trời hay ngon. Dễ thương. Rồi, Ngọc Hân thì sao? Ngọc Hân sao? Hay chán luôn. Y chang luôn. Y chang luôn. Ngon lắm luôn hả con? Ngon không thể diễn tả được luôn hả? Để cho khẩu vị tụi con được chuẩn hơn, chương trình đã chuẩn bị một ly nước để mình uống đó, mình uống cho nó cái khẩu vị mình nó lạc để bắt đầu mình thử bên đây nó mới mặn mà. Mời được. Hai công chúa uống nước tráng miệng rồi mình sướng thử. Quá thử trời tiếp luôn thiệt, tới chương trình này là các bé. À, trời, chỉ có ở bố là tất cả mới có thôi. Đó. Rồi ôi hay quá. Bây giờ bắt đầu mình thử bên đây nha. Rồi. Đây để Phúc, để con Phúc lấy cho. Không? Hay là lấy cho con tự lấy. Rồi tự cởi luôn. Có bộ các bé khá là lanh lẹ trong cái việc cấp thức ăn à. Đây. Để riêng cái này ra mình biết cái này mình vừa thử rồi mình thử. Ngon quá, tình yêu hai bố. Chàng trề. Mình cũng muốn gấp cái miếng khác cho nó mềm hơn không? Ngọc Hân xé thịt ra. Mình thấy nó hơi cay. Hơi cay một chút hả? Ôi, hai bố muốn để cái sự cay nồng nàn vô đó để cái tình bố nó rất là cay đặc, cay đậm. Cái gì vậy? Anh nói cái gì? Anh ơi, có phải anh đói quá rồi đúng không? Ừ, anh bị rối quá, tại vì sao tại sao chúng mấy bố bỏ một bồ cay vô nhiều quá vậy ta? Bố nấu ngon quá. Con gái ăn bất chấp hình tượng cho nó dằn lên tới mũi luôn nè. Thấy dữ chưa? Ăn sườn xào chua ngọt mà tưởng ăn đùi gà chua ngọt mà giật bạc bạc. Không biết nước tráng miệng nè, mời con chú nước tráng miệng cái này. Không luôn hả? Không luôn đó. Bên đây là không luôn, để giữ cái hương vị trong miệng. Bên đây là phải uống. Phải uống miếng. Bé bên đây hơi trùm liêm. Trời ơi, hết nước rồi. Tuyệt vời nha. Gái là không bé nè em chịu. Có nghĩa là ăn cái gì là phải hết da hết số. Sạch. Ăn phải sạch. Rồi. Có lại là không được. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ chấm điểm nha. Rồi. Đầu tiên, đĩa đầu tiên là do Ngọc Hân chọn bên này. Cả hai nói ngon, ngon quá, ngon quá. Bây giờ Ngọc Hân cho bên đây bao nhiêu điểm và bên đây bao nhiêu điểm? Anh cho cái này 2 điểm, này 1 điểm. Rồi 2 điểm, 1 điểm. Rồi. Bên đây 2 điểm, bên đây 1 điểm. Rồi, cái này rồi. Cay quá. Bảo Hân. À cái này hơi cay, cái này hơi cay. Rồi Bảo bây Hân, giờ tới Bảo Hân nè. Con thích cái này hơn, tại con cho 2 điểm tại vì này đậm đà với lại hơi cay. Là con thích đậm đà với hơi cay, còn bên đây là con cho 1 điểm đúng không? 1 điểm. Vậy là hai bên bằng nhau. 3. Bằng nhau 3 điểm hết. Bây giờ hai bé là tạm thời là ngang tài ngang sức là điểm bằng nhau. 3 điểm bằng rồi đó. Khó quá, bây giờ phải làm sao? MC phải vào cuộc thôi. Đúng rồi. Những lúc như vậy, không xác. Ai khác ngoài MC thưởng thức. Đúng rồi, MC ngồi để làm cái gì? MC phải phụ các bé. Tại vì các bố nấu rồi mà bây giờ các bé cũng không phân được thắng thua. Thực sự là em không thì có muốn đâu mà. Anh tại không vì không có muốn đâu luôn á. Các đó bé như vậy rồi thì không mình được thử lẹ đi anh ơi. Để thử nha, đầu tiên thử đĩa này trước nè. Dạ, em thử đĩa bên này. Trời ơi. Ủa sao hai bé cười như thế vậy? Thơm quá. Thơm nè. Em đã hiểu tại sao các bé cười rồi. Các con thông cảm bởi vì nó có những cái bộ răng á. Khi mà cắn thịt là dài quá thì cắn không đứt con à. Nhưng mà cái gia vị thì êm. Ngon nha.
em thực sự đó em rất là phấn khích, nhưng bây giờ em tại vì ngại, sao Lan? Em ngại thử nữa. Không phải, em lấy cái miếng bự quá mà miếng bự nó gân với lại này kia không, cho nên em không nhai được. Anh lấy cái miếng bé bé nhỏ xíu mềm phải không, rất là đậm đà và ngon. Xin phép là được thử cái miếng nào nó nhẹ nhẹ nè. Anh tao vô nè. Vô rồi nè. Đậm đà hơn á. Bên đây mềm hơn. Đúng không? Nó đen, không phải. Nó thiên vị nhưng cái bên kia là có vẻ nó đậm đậm đà hơn và bên đây em thấy là cái vị ngấm kiểu nó mềm hơn. Theo anh nha, bên này lúc đầu anh ăn nó mềm, nó vừa phải nhưng mà nó chưa đủ đậm, tại vì anh thích cái gu của anh là nó đậm, nó mặn mà, thì anh thích nghiêng về bên kia, vừa mềm như bên này luôn mà đậm hơn chút, cay mặn giống như bé Bảo Hưng nói đó. Thì anh cho bên nó 2 điểm. Thật sự thì bắt buộc là bên này phải 1 điểm đúng không? Bắt buộc nó cho bên này 1 điểm. Không, thực sự em thì em cũng cảm nhận được là cái vị ở bên đây nè, nói chung là nó có cái độ chua nhiều. Độ chua nó nhiều hơn tí xíu. Xương xào chua ngọt mà nó phải đúng có rồi. Chua có ngọt và hơi một tí cay nồng lên tí. Thực ra cái mùi nó mùi thơm của ớt chứ nó cũng không cay lắm, nhưng mà nó rất là đậm đà. Nhưng mà em thực sự em thấy cái vị ở bên đây nè, nó lại khá giống với vị em nói nha. Cho nên em cũng hơi nghiêng ở đây tí xíu là mình thấy bên đây là đậm đà hơn, đây 2 điểm, ở đó 1 điểm. Em cũng cho bên kia 2 điểm luôn đúng không? 2 điểm. Như vậy thì bên này sẽ là hồi nãy 3 điểm cộng với 2 cái 1 của mình là 5. Là 5. Bên kia đang 3 cộng với 4 của mình là 7. Là 7 điểm. Trời ơi. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng hai đĩa sườn xào chua ngọt đã có một sự chênh lệch. Sau khi cô Phương Lan ăn miếng bự hai bên thì cô Phương Lan thấy rõ ràng rằng là nó đã chênh lệch rồi mọi người. Và rồi, bây giờ mình lật bảng liền. Lật bảng liền. Chúng ta sẽ cùng xem. Đáng thử coi. Cùng nhau lật nha. Bên nào sẽ là bố Quốc Dũng và bên nào sẽ là bố Văn Túy. 3 2 1 Mở lên nè. Bên này là bố Văn Túy. Bên này là bố Quốc Dũng. Trời ơi. Mẹ rồi. Không phải, tại vì như vậy nè, hồi nãy anh thấy bên bố Túy á làm theo cái kiểu rất là sửa điện tivi đầu máy trong nhà. Bố Túy làm rất là kiểu nó hơi máy móc robot, trong khi bên kia một chú bố Dũng làm rất là chuyên nghiệp. Nêm nếm xào vô, nhưng mà tại vì chắc là bố Dũng sợ các con ăn mặn. Bố Dũng không có thêm nhiều vô. Đó. Cho nên là thành ra chúng ta thấy rằng là cả hai bố đều nấu mềm, ngon lành, nhưng mà cái phía đậm hơn phía bên kia mình thích á là nằm ở bên bố Túy. Như vậy sau 2 vòng chơi thì số điểm của hai gia đình đã thay đổi rồi mọi người ơi. Lúc này đây thì bố Quốc Dũng đang có tổng số điểm 2 vòng chơi đó là 8 điểm. Và bố Văn Túy có số điểm của 2 vòng chơi đó là 10 điểm. Như vậy ngày hôm nay người chiến thắng của bố là tất cả thuộc về bố Văn Túy và bé Ngọc Hưng. Xin được chúc mừng. Và tuy nhiên bên cạnh đó thì bố Quốc Dũng và bé Bảo Hưng cũng rất là giỏi nấu ăn ngon và đã giúp cho bố có rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như là có nhiều món quà. Bố còn dẫn đi Nha Trang chơi nữa đúng không? Mua cho thêm cái đầm da nữa. Mua cái đầm da và đi Nha Trang nữa đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ mời hai bé bước ra đây cũng giống như là mời hai ông bố trở lại nào. Tối thứ 6 thật vui vẻ nữa với bố Dũng, bố Túy và hai bé Bảo Hưng và Ngọc Hưng. Và kết quả ngày hôm nay trời ơi, rất là xuất sắc cho các bố và các bé luôn. Cho em hỏi là không biết cảm nghĩ của hai bố, bố Dũng và bố Túy khi mà ngày hôm nay đến với chương trình bố là tất cả như thế nào? Em hỏi bố Dũng trước đi. Trước hết là cảm ơn chương trình bố là tất cả đã cho tao cơ hội cho hai cha con được tham dự. Cảm nhận mình là một cái kỷ niệm rất là tuyệt vời của hai cha con. Với lại là thứ hai là một cơ hội để cho bố và con gái trải nghiệm cho cái những tình thương hay là cuộc sống mình để chia sẻ mọi người, để mình hiểu nhau hơn, đúng không ạ? Bảo Hưng, con thấy như thế nào? Hôm nay con thấy là bố của con tuyệt vời không? Dạ tuyệt. Hôm nay con thấy là con trải nghiệm tất cả những trò chơi nè, rồi những câu hỏi sẽ giúp cho hai bố con là hiểu nhau hơn đúng không? Dạ. Con cảm xúc như thế nào? Con cảm xúc là rất vui. Và mình hời nữa đúng không con?
hời chuyến Nha Trang, hời thêm cái đầm da nữa, đúng không? Đúng không? Rồi. Bây giờ tới bé Ngọc Hân và bố Túy nè. Mình thấy rất là vui. Dạ. Thì chương trình là lớp bố là tất cả, làm cho bố con rất là gần gũi nhau. Dạ. Và hiểu nhau hơn. Dạ. Và rất cảm ơn chương trình. Dạ, Ngọc Hân, cảm thấy như thế nào? Cảm thấy rất vui là ba con đã thắng chương trình này. À. Hơi xúc động. Không, em thấy là bé có cái chiều sâu đó. Mỗi lần bé nói vậy đó, bé sẽ hơi trầm tí xíu. Mỗi gia đình sẽ được một voucher trị giá là 1 triệu đồng của nhãn hàng ba lô, túi sách, vali cao cấp Sacoach. Đây, dành cho con một phần. Rồi, cho bé Ngọc Hân một phần luôn. Và hai chú khủng long xinh xắn này cũng sẽ dành cho hai con luôn. Mỗi bé được một con nè. Rồi, bé Ngọc Hân luôn. Cảm ơn cô. Trời ơi, thích hôm quá. Nay thì hơi nhỉnh hơn một chút xíu thôi. Bố Văn Túy và bé Ngọc Hân đã mang về cho mình phần thưởng của bố là tất cả trị giá 5 triệu đồng sẽ được chúc mừng. Rồi. Và em hy vọng là qua chương trình này thì hai cặp bố con chúng ta sẽ có được một cái kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Như sau này nếu mà các bé con lớn lên vô tình mình coi lại tivi chương trình bố là tất cả thì thấy là cũng đã có cái thời gian mà hai bố con đã từng trải qua một cái chương trình, một cái trò chơi rất là vui, mang đến nhiều kỷ niệm. Và hy vọng là mẹ ở nhà khi mà theo dõi chương trình này cũng sẽ cảm thấy là xúc động và thấy được là hình ảnh hai bố con ở trên tivi rất là hiểu nhau và rất là yêu thương nhau, đúng không anh? Chính xác là như thế. Một lần nữa xin được cảm ơn bố Dũng, bố Túy, hai bé Bảo Hương và Ngọc Hân đã đến với Bố Là Tất Cả. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại quý vị đừng quên khung giờ quen thuộc của Bố Là Tất Cả là 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Truyền thông Bi phối hợp thực hiện. Và xin được cảm ơn nhãn hàng ba lô và lì túi sách cao cấp Sacoach đã đồng hành với chương trình này. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.